sao, còn nó làm sao? Là nữa qua bển á, anh Vinh sẽ tổ chức cho chị Ngọc một buổi sinh nhật nữa. Một buổi sinh nhật nữa hả? Sao đúng cô rồi biết vậy? Thì làm gì đi, có anh Vinh. Lỡ đâu anh Vinh quên luôn, anh Vinh không tổ chức rồi sao? Thì kêu anh Vinh. Thì kêu anh Vinh. Đơn giản vậy thôi. Phải đòi cho bằng được. Phải đòi cho bằng được, rồi ok, chốt, phải đòi cho bằng được. Ngày sinh nhật thì vẫn như mọi khi. Thức dậy là ba đã mua sẵn cho một phần đồ ăn sáng để xem. Hôm nay là gì đây? Ta-da! Cơm tấm nhen. Ê, này là cơm tấm tuổi thơ của mình nè. Bạn nào mà ở Cao Lãnh thì chắc chắn sẽ biết cơm tấm Thanh Thanh. Cái vị của nó rất là tuổi thơ luôn á, súp cũng vậy nữa. Hồi đó đi học tiểu học á là mình toàn ăn cái cơm tấm này thôi. Ôi, hôm nay là ba cho ôn lại kỷ niệm xưa nha. Bây giờ là mình ghé tiệm thuốc của cậu Nam mình để mời sinh nhật nha. Mắc cỡ dữ hả Nam? Chiều nay nha Nam, 5 giờ ở Hải Âu Quán, Nam biết không? Hải Âu Quán ở cái chỗ mà kế cà phê Đỏ Đen á. Cà phê Đỏ Đen cái đi tới một chút xíu là tới này dốc cầu đấy. Dạ đúng rồi, ở dốc cầu quẹo xuống quẹo vô á. 5 giờ sớm quá ông Năm. Con hỏi mẹ con coi giờ rồi. Con làm giờ nào cũng làm chứ. Con Năm đi. Thôi phải đông đủ mới được. Chứ nó đi. Hồ, đứng chờ dì Ngọc đó hả? Con đứng chờ dì Ngọc phải không Trang ơi? Trời, con bà Lu này nữa, bà Lu ham hố này nữa. Quà cho dì Ngọc. À, rồi, đâu con tặng quà cho dì Ngọc á hả? Trời ơi, bữa nay quà sinh nhật đặc biệt nha. Con đưa dì Ngọc á, chứ không phải của con. Nè, đưa hai tặng. Đây. Con cười đi. Con cười đi, con cười cái đi. Ồ, đâu là mặt xấu cho dì Ngọc coi. Mặt xấu đi. Là mặt xấu làm sao? Đi. Là mặt xấu sao? Ôi trời ơi. Con nói đi, chúc mừng sinh nhật dì Ngọc nha. Rồi, dì Ngọc cảm ơn chị Ghi nha. Cười với dì Ngọc miếng đi. Cười với dì Ngọc miếng đi. Ồ, khoe đó hả? Khoe lên. Đó, đúng rồi, khoe quà của con đó. Thôi chị Ngọc em đi học mới về. À, mắc cỡ không? Rất là mắc cỡ. Rất là mắc cỡ luôn hả? Đây, cô đi học chị Ngọc đưa cho đi rồi rước về nữa đó. Quá trời, rồi leo lên xe đi. Vì hai Ngọc gì nói khen với hai Ngọc cái đi. Hai Ngọc sinh gì? Sinh nhật! Sinh nhật, trời ơi, hai Ngọc sinh nhật. Xin gì nó lại cái nữa. Mẹ. Xin đẻ. Ôi. Chú mở lên. Chú mở gì hai Ngọc xin gì nó lại cái nữa nè. Xin gì? Xin gì? Đẹp. Xin đẹp. Trời suy nghĩ chữ đẹp lâu dữ người ta. Và sau đây là chuyên mục unbox quà. Một món quà rất là đặc biệt đến từ một người bạn mà mình quen qua YouTube ủng hộ mua hàng Egao Store rất là nhiều, gần như là khách quen của mình luôn. Thì tự nhiên trùng hợp đợt này á, mình về Việt Nam ngay đợt sinh nhật, cho nên bạn ấy đã ngỏ lời là tặng quà sinh nhật cho mình, mà lại là một món quà mà mình cực kỳ mê nữa. Thôi, bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng unbox quà nha. Chúc mừng sinh nhật nha Ngọc Kim, tuổi mới có nhiều niềm vui hơn và mãi xinh đẹp nha Ngọc Vân. Trời ơi, chống sốc nữa mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ mở khui quà nha. Ta-da-da-da-da. Ôi ôi, bụt nơ, bụt ơ, đồ nở. Cảm ơn Vân nhiều lắm luôn á. Trời ơi, đã tặng đúng cái món mà mình thích rồi mà lại còn chuẩn bị chỉnh chu như thế này. Từ thiệp cho tới gói quà luôn. Sao mà xung quanh tôi toàn là những người đáng yêu và dành nhiều tình cảm cho tôi vậy trời ơi. Không phải chỉ vì được nhận quà mà mình mới thấy vui đâu, mà kiểu như mình cảm nhận được tình cảm của một ai đó cho mình á. Cái điều đó mới là cái điều mà hạnh phúc nhất khi mà mình làm YouTube. Mình thấy mọi người giống như là người trong nhà của mình vậy đó, khi mà đọc những lời chúc của mấy bạn gửi cho mình ở trên Facebook, ở trên Instagram vào ngày sinh nhật á, mình chụp lại hết luôn vì mình cảm thấy như là tụi mình là một gia đình. Đây. Ôi, nếu mà mấy bạn có xem TikTok thì sẽ biết là mình vừa unbox một em crybaby này ở sân bay vào cái đêm mà trước khi mình bay về Việt Nam á, là mình đã unbox một em crybaby ở sân bay Haneda vào 12 giờ khuya. Thì lúc đó mình đã mở ra em này nè, cái em mà khóc nhíu cả mắt, là mình kêu là cái nết khóc của em giống mình á, cái con mắt của mình bình thường là nó đã nhíu lại rồi, tới lúc khóc là nó còn nhíu dữ nữa, là nhíu như bé này luôn nè. Đó, thì bây giờ là còn lại những cái bé crybaby khác. Lần này á thì mình mong
là sẽ ra bé da nâu. Trời ơi, mình thích bé da nâu lắm luôn. Miễn là không phải em này, tại vì mình đã có em này rồi. Rồi, lần này là mở đẹp hơn rồi nè. Lần trước là tại vì lần đầu chưa có kinh nghiệm tắm chiếu mới. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Tới luôn, lần này mình sẽ nhắm mắt và mình rút ra. Ôi, mọi người thấy rồi đó, mọi người thấy em là gì rồi đó. Nè nè nè, phải da nâu không mọi người? Phải em da nâu không? À, nếu mà không phải thì cũng không sao, cho miễn là Rai Baby là mình thấy rồi. Đâu, để mình gờ coi. Để mình gờ coi. Hơi hí hí mắt này ghê. Ui, à, gì vậy trời? Trời ơi, được em da nâu thiệt nè. Tôi unbox 2 lần và cả 2 lần đều được ra cái em mà mình thích. Trong cái video trước thì mình nói là mình thích em da nâu và cái em tóc hồng khóc nhíu cả mắt này. Xong rồi lần này unbox ra em da nâu thiệt nè mọi người ơi. Vui quá à. Trời ơi, giống như kiểu là mình yêu một người mà được người đó đáp lại vậy đó. Em da nâu chào mọi người nha. Trời ơi, mê quá đi. Trời ơi, cảm ơn Vân nhiều lắm luôn á. Thật sự là hai đứa cũng nói qua nói lại không biết là unbox ra em gì. Ôi đây nè, thẻ của em da nâu nè. Em nè. Quá là yêu luôn. Trời ơi, đang make up giữa chừng mới chợt nhớ ra là phải bấm vlog lại. Đâu rồi, cái tuyếp kem nền của tôi. Mình chạy đi lấy máy quay xong là quăng nó đi đâu rồi. Ủa, à đây. Cũng lâu rồi mình mới có dịp đón sinh nhật cùng với gia đình. Ai gõ cửa phòng tôi đó? Tự ơi, vô clip, thôi đi ngang. Thôi là sao đâu, quay clip vô được mà. Vô đi, tàn đất ơi. Thôi, mọi người chuẩn bị xong hết rồi. Gia đình mình chuẩn bị xong hết rồi. Giờ chỉ còn mình đứng trong đây quýnh cái mặt này thôi, gán nhanh. Nhanh vô đi nè. Trời ơi, vô đi cho mát, đứng như lấp ló ngoài đó chi vậy chàng. Nè Út Ẩn vô đi. Trời ơi, quá trời rồi, mặc bộ đồ gì như hot boy vậy ta. Nè lại đây nè. Trời ơi, mặc đồ con thỏ kìa, thấy cưng. Trời. Ôi ơi, đem cái máy chụp hình chụp dì Hai Ngọc nữa đó hả? Đâu cái gì chụp dì Hai Ngọc tắm coi. Chụp trước bữa tiệc coi. Tôi là ngọc lùn trước tiệc. Tôi là ngọc lùn ở. Kìa, Út Bẩn khởi động máy rồi đó. Đâu bây giờ chụp dì Hai Ngọc cái coi. Nè, chụp dì Hai Ngọc cái nè. 2, 3. Chụp đi. Bấm. Thợ này canh hơi lâu nha. Này canh mỗi miệng chụp tấm hình đó. Rồi, chụp rồi. Chụp rồi đó. Hello. Đúng rồi. Con mở ra cái vụ đó vừa. Sao con ra vụ đó hả? Trời ơi. Sương thôi là đẹp gái rồi, dễ thương rồi. Tôi gói đội hình chân nè, mượn cái dưỡng môi của con Kim. Dưỡng môi của con Mỹ Kim đó. Rồi bây giờ là tới má hồng nha. Tàu chụp với Hai Ngọc đó hả? Đau, chụp miếng nữa coi. Chụp một hồi tôi trễ giờ luôn nè. Một hơi mà mất hai mất chân kìa. Đây nè. Rồi chụp vô. Chụp vô. Đẹp okay. Chưa? Rồi chụp vô. Nghe cái tắt à. Ủa cái đó coi lại được hình không Kim? Được. Tàn ơi. Nè. Chị Lung nè, có gì Ngọc à? Đừng phá có gì Ngọc. Lại Ngọc gì Ngọc đi xuống là tôi kêu taxi. Kìa đó, kìa dì Hai Ngọc chưa xong cái rồi taxi. Dì Hai Ngọc đi ông đây với mấy hai. Ai vậy hả? Ngọc trời ơi, nó chụp với Hương nè, chị không thấy Hương không? Hết phường, hết quẩn này. Bây giờ chị Ngọc đi ta taxi được không? Con chụp đó, con đi xe máy cũng được. Đi chung luôn đi. Đi xuống đi, mẹ kêu nó hai đi ra. Ủa? Taxi mấy người mà không đủ hơn gì mà đi chung luôn đi. Lên nó chụp cứng rồi sao? Tại đây có đây gì học ngon gói đội hình rồi đây. Tôi gói đội hình hết trơn rồi đây nè. Ẩn này, Ẩn này đi con đi. Sinh nhật mà đãi mới đầu mẹ Ngân đòi đãi 5 giờ chiều. Mình nói chèn đó ơi, giờ 5 giờ chiều là ai đâu mà đi ăn sinh nhật. Đó cái mẹ Ngân dời lại 6 giờ. Thôi xong 6 giờ thì khách mời người ta vẫn thấy nó hơi sớm. Đó, cái là cuối cùng dời lại thành 6 rưỡi nhưng mà giờ này chưa được 6 giờ mà đã bút taxi này kia các kiểu rồi. Đó, rồi đâu có kịp làm gì đâu bây giờ. Hỏi dán mi với lại kẻ mắt là cần một cái sự tập trung. Mà bây giờ quá là gấp rút rồi. Đây thôi kẻ bọng mắt cái đi. Cầm cái nào lên là làm cái đó đi. Chứ thiệt tình là giờ không biết làm cái gì rồi đó. Đó kẻ bọng mắt.
Út Quẩn đang coi lại hình hả? Đâu? Ôi, Út Quẩn chụp tấm này gì hay Ngọc đẹp quá nè, nè khoe cho mọi người coi. Sao nó bị chá rồi ta nè, cái này là xoài non Thiên Ân chụp gì hay Ngọc này nha, mà sao cái tấm hình này nó chá quá vậy? Nhìn không có ra rồi, nhìn vô đây không có ra rồi. Đây đây đây. Đó, dì Hai Ngọc đang làm kiểu vậy nè. Là Út Quẩn chụp dì Hai hả? Đẹp quá à. Nửa rửa ra tấm đó nghe. Giờ tôi đang cắm gì vậy trời ơi. Mẹ kêu con kìa. Nè. Đâu 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 đâu. Ôi trời ơi, dì Hai Ngọc đang làm gì vậy tèn? Hôm nay chụp dì Hai Ngọc đang làm gì không biết luôn. Út Quẩn kìa, Út Quẩn kìa, mẹ kêu Út Quẩn kìa. Trời ơi, mẹ Ngân bút cái trang trí gì mà mắc cỡ dữ vậy chàng. Trời ơi. Không có, dễ thương, dễ thương. Mà mắc cỡ quá. Có cái cổng ở phía sau nữa nè. View sông nước nha. À, Út Quẩn là mê cái bánh kem rồi. Bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Bà ngoại. Mẹ Phụng, mẹ Ngân. Đây nha, ngồi sát mé sông luôn. Rồi giờ hát Happy Birthday với Thỏi Nến nha. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to Goku Egao. Thích khúc này ha. Rồi giờ chị Hay Ngọc cắt khúc này nha. Chu mở lên. Lấy cái nến ra rồi hát. Đây lấy cái nến ra. Muốn ăn rồi, muốn ăn nhờ kêu cái gì cũng làm. 3 tuổi. Cần quá ha. Chia sao đây nè. Rồi đó. Rồi, à, muỗng là cái muỗng sao? Cười cười lên nè. Được không? Cười lên đi em. Đúng rồi, trước tiên cho Linh Ngân đó đây. Dạ con cảm ơn mọi. Nè rồi, cái này là của Thiên Ngân nha. Cái này không biết. Không đâu. Trời ơi, lấy kìa. Đây đây lấy kìa. Ờ ăn tại chỗ luôn. Nó cộng sô-cô-la á nội. Dạ ăn cái nó ở khoái sô-cô-la ăn liền tại chỗ. Trời ơi sô-cô-la kia lên đi. Gặp rồi sô-cô-la lửng liền. Lửng liền. Nãy chưa quay lại cái bánh kem phút mà nó còn nguyên vậy. Vậy nè không sao đâu. Đó. Rồi giờ chị Ngọc cắt cho cô cồn nha. Thôi em không ăn. Em không ăn hả? Ẩm xuống đi, ẩm xuống đi. Coi chừng rớt cái bánh. Không, lấy cái dính đây. Rồi ẩm xuống. Xuống. Từ nhỏ thì mình đã là một đứa trẻ rất là may mắn vì năm nào ba mẹ cũng tổ chức sinh nhật cho mình và cho mình thấy là mình luôn được sống trong tình yêu thương. Hồi đó nha, háo hức nhất là viết thiệp sinh nhật mời bạn trong lớp, phải suy nghĩ đắn đo coi ví dụ mẹ cho mời 10, 15 bạn đi ha, là phải chọn lọc ra coi 10, 15 người thân thiết mà mình muốn mời nhất là ai, xong rồi chọn kiểu bánh kem á, mỗi năm là một kiểu. Bây giờ lớn lên xa nhà nhiều rồi thì mỗi dịp sinh nhật mình chỉ cần có gia đình bên cạnh thôi. Không có bánh kem, không thổi nến, không đãi tiệc cũng được, bạn bè có thì vui, còn không có thì đó, nhưng mà gia đình vẫn luôn là ưu tiên số 1 của mình. Dì Hai Ngọc gì? Út Quẩn nói đi, dì Hai Ngọc xin gì? Xin đẹp. Đúng rồi, chứ hết sinh nhật rồi nghe. Mình có cái đồ choàng lên trên cái áo này nè, mà hồi nãy bị ngược, hồi nãy là choàng ngược vậy nè. Vẫn biết dì Hai Ngọc mặc ngược không? Biết. Biết hả? Biết, Út Quẩn biết gì hay Ngọc mà ngược hả? Ngược rồi, với Ngọc ơi. Ôi ôi, mắc cỡ quá à. Với Ngọc mắc cỡ quá. Dì Ngọc mặc ngược mà ta nói nghe đi, ngoài quán, ngoài tiệm rồi hả? Thổi bánh kem rồi, cắt bánh kem gì tùm lum hết trơn á mà mặc ngược để coi nè, chịu nổi không? Nó mặc ngược nhưng mà không sao, Út Quẩn vẫn thương. Nói cài, nói cài. Nó mặc ngược nhưng mà không sao, Út Quẩn vẫn thương. À, thì không có sao đâu. Thì không có sao. Út Quẩn sao? Thương chị lắm, đâu có sao đâu. Thương chị lắm, không có sao đâu. 2, 3. Đâu khoe tấm hình lên cho trời ơi, coi cái tấm hình nè. Cái tấm hình muốn xỉu thiệt chứ. Tự chụp này là tự chụp nha, tự selfie nha. Đó. Rồi con bấm chụp đi. Trời ơi, tự cười tự làm duyên nữa chứ, tự làm duyên nữa chứ. Sau ngày sinh nhật thì hai mẹ con mình cũng đã có một chuyến đi chơi riêng, giống như là một món quà mà mẹ Ngân dành cho tuổi mới của Ngọc vậy đó.
Không biết mấy bạn có nghe qua chợ quê Tân Thuận Đông ở Cao Lãnh Đồng Tháp chưa? Nếu mấy bạn chưa đi thì nhất định là phải đi một lần nha. Mình á, là người con đất Cao Lãnh, đất sen hồng. Không phải vậy nên là mình khen đâu, nhưng mà mình đi một lần xong mình bị mê á. Kiểu vô trong đó quá trời vui, quá trời nhộn nhịp, mà không khí quê đó đó, nó khó tìm ở thời này lắm. Mình nhớ hồi mình còn học cấp 1, cấp 2 đó, thì mẹ Ngân cuối tuần sẽ hay chở mình đi Long Xuyên nè, đi Cần Thơ nè, đi xe máy gì nè. Mẹ chở mình đi theo thôi, hai mẹ con qua đó he, đi ăn rồi đi may đồ, đi mua quần áo. Trời ơi, mình còn nhớ hoài cái cảm giác mà lần đầu tiên mẹ chở xe máy đi qua cầu Cần Thơ. Trời đất ơi, lúc đó nghe nó sướng. Mình được đi Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt, nhưng mà nó không có sướng bằng cảm giác ngồi sau xe mẹ đi qua cầu Cần Thơ rồi hai mẹ con dung dăng dung dẻ. À, có lần á, hai mẹ con mình còn thuê khách sạn ở lại Cần Thơ một đêm, xong rồi tối đó đi uống cà phê, đi mấy điểm cũng bình thường thôi à. Nhưng mà không hiểu sao nó in hằn trong ký ức của mình rất là đậm sâu luôn. Đây, bây giờ đã tới chợ rồi nha, chợ Cù Lao, Tân Thuận Đông. Chợ này là chỉ có nhóm chợ vào thứ bảy hàng tuần thôi, chỉ có đúng một ngày thứ bảy này là nhóm chợ thôi nha. Bên đây là tới cô Thu chuối chiên. Chuối chiên với là bánh cam. Mua bánh cam không mẹ? Rồi không? Ăn, ăn bánh cam 3.000 cái. 3 cái 10.000. 1 gà 3 cái 10.000. Lấy con 3 cái bánh cam. Ba cái anh kia, hai mẹ con. Cái này là chèo khoai. Chèo khoai chứ chưng ngon lắm. Chà mãng cầu. Chuối sấy, khoai lang. Bánh nhúng. Kẹ đậu phộng. Ủa bánh nhúng là bánh gì? À này là bánh nhúng nè. Rồi có bánh chán trộn nữa. Dạ, đếm đi vòng em quay lại. Đây cô Tư. Siri dừa. Bánh nhìn hấp dẫn quá ha. Bánh bao. Bánh khoai mì. Bánh mít nào cũng ngon chứ. Bánh mít hả? À, này là mít nè, đúng rồi, trong đó có mít đó mà. Dạ. Ủa, bánh ngon quá nha. Dạ. Ngon lắm con, ngon lắm. Bánh bột bén. Để con đi vòng đi, cái con quay lại. Này cô Ngân, đứng kế quầy cô ba. Cô Ngân mua bánh cô ba. Đây. Đây. Bánh này. Bánh cô ba. Bánh khoai mì phải không nè, phải không cô? Dạ. Bánh cuốn ngọt. Bánh cuốn ngọt. Bánh chuối hấp. Có chuối nữa nè. Bánh mì sắt. Bánh mò. Đây, tre. Menu của cô ba. Cái này là tới cô mẹo. Cô mẹo. Cô mẹo bán ổi với chuối. Bông điên điển. Cái này cà na nè, hồi xưa là hay nói là gì, đi thăm cháu nội đem dừa cà na nè. Long Hưng là xứ quê mùa, đi thăm cháu nội đem dừa cà na. Làm thơ, làm thơ. Là nhà bà nội mẹ dưới. Vậy hả? Ai là trong cà na. Quầy này hấp dẫn vậy, ai cũng mua vậy. À, như là bánh đậu xanh. Ê, bánh này nhìn ngon quá nè. Hấp dẫn nha. Hấp dẫn, hấp dẫn. Dạ em lấy cây cà tím. Cái này là bao nhiêu một cây? 2 cây. 5.000 con ơi. 5.000. Dạ đây. Dạ rồi, em cảm ơn. Đây. Bánh ngon không? Ừ. Đậu xanh. Đậu xanh. Sầu riêng nữa vậy á. Có. Sầu riêng nữa. Đậu xanh sầu riêng. Thơm. Thơm đậu xanh với sầu riêng lắm không? Bánh là hồi xưa á, là hay bán trước cổng trường á. Trường con? Trường tiểu học á. Hồi lúc học tiểu học là bánh này bán trước cổng trường nè. Rồi, giờ mua nước mát này lấy xâm lạnh. Dạ. Uống gì mẹ, hộp é hay nha đam? Hộp é đi. Có nha đam hộp é, vậy lấy hộp é. Với lại phần tàu hũ đi, phần đậu hũ hấp. Phần là mấy cái anh? Một miếng 5.000. Miếng 5.000 lấy thêm 2 miếng. Một miếng thôi, một miếng thôi, để ăn món khác. Trời ơi, 2 miếng đi, chứ có 1 miếng chia ăn không đủ nữa. Ờ, với lại 2 miếng đậu hũ nữa, tính chung hay tính riêng? Chung luôn. Chung ha, rồi. 8 với lại 10 nữa, phải không? 18.
này là gì đây? Hộp vịt lộn nướng. Hộp vịt lộn nướng. Nướng nha. Đó giờ ăn hộp vịt lộn gan me chứ chưa ăn hộp vịt lộn nướng. Đây, nặng tắt vô. Ồ, này chắc chia hai mẹ con đi chung. chợ quê ăn chợ quê chơi. Ngon chứ. Coi chừng nóng cái chén nóng nè. Dơ lên. Đây là bánh cam nữa nè. Phải ăn luôn. Lấy ăn luôn. Chứ để không có cơm. Ủa cho nước nhả đâu? Nè, ăn dẫn nè. Ủa gì rồi bánh này? Trời ơi, nhóc nhớ mà. Ăn ngọt nóc. Mẹ thấy thích ăn bún riêu mà. Kiểu mẹ ăn một tô bún riêu cái mẹ no nóc. Kiểu này cốc nóc. Ăn thịt là muối tiêu vô nè. Chị Tư hỏi đồng hồng nè. Mà chưa đông hẹp. Thâu nem. Ví dụ gì mà hỏi có bánh kéo trộn thì mua cho em sâu nem. Không có, không có mới mua sâu nem. À, không có thì mua sâu nem. Đây chị Kim Ngân bán ốc luộc. Qua chợ quê bán ốc luộc. Mấy cảnh sông quê như thế này mấy bạn có thích không? Nếu thích thì nhớ nha, nhớ đến Cao Lãnh nha. Trời ơi, chợ quê nãy không phải thuê mình quảng cáo đâu, nhưng mà kiểu người mà hoài niệm như mình đó, cự giải sống quá khứ rồi lại thích sự hoài niệm cũ xưa, thì đây, những chỗ như thế này là mình có nhiều cảm xúc lắm luôn. Mua hạnh đi, 2 ký hạnh 15 ngàn hả chị ơi? Đây giờ mẹ Ngân mua ớt về cho ba. Đi chợ quê mua ớt. Rồi đây mua ớt về cho ba, ớt xanh. Đây, nhiêu đây 5 ngàn hả mẹ? 5 ngàn. Đây 5 ngàn ớt nha. Ớt, chuột. Giờ hai mẹ con ăn ốc xào chanh dây. Hấp dẫn hả mẹ? Hấp dẫn. Ồ, nước chấm để trên này ngon người ta. Lộ chanh dây hả? Xào chanh dây. Xào nghe coi. 30. Bây giờ là hai mẹ con ngồi ăn ở view rất là miền Tây sông nước nha. Mẹ Ngân sợ cứ đòi kéo nới vô hoài. Đẩy hơi hơi vô ha. Ăn ốc. Quá đẹp luôn mẹ. Góc này đẹp lắm. Dạ. Xong rồi lục bình. Vô đây ta nói nghe, đồ ăn bao quanh. Rồi cái nào cũng muốn ghé vô ăn thử miếng. Chưa đi hết chợ nữa mà bụng đã hơi no rồi. Giờ hai mẹ con ăn phần ốc này nữa là bắt đầu no mà y ạch luôn á. Rồi hứa với mấy cô ở đầu chợ là dạ xíu con quay lại. Mà giờ quay lại cũng đâu có ăn nổi đâu. Rồi sao giờ? Chắc là đành hẹn mấy cô dịp khác con đi rồi con ghé quá. Chứ hồi nãy là mình định quay lại thiệt. Mình định là mình sẽ đi hết một vòng chợ. Xong rồi mình quay ra mình ăn dần. Đến khúc này á, là cũng gần cuối chợ rồi nè. Hai mẹ con mua phần ốc vào ngồi ăn. Ăn ở view sông lục bình trôi nhẹ nhẹ hen. Kem ống rồi mà. Kem ống tuổi thơ nè. Trở về tuổi thơ. Mẹ ăn kem ống không? Kem ống đồ riêng con ha. Mẹ không? Mua. Cây đi hai mẹ con. Sao chính nguyên tô thẩm sân trường. Trở về tuổi thơ ông hát hay quá ha. Ôi, cảm giác đi chợ với mẹ là đây chứ đâu. Về Việt Nam thì mình cũng nói nhiều rồi, mình thích đi chợ với mẹ lắm. Ra thấy mẹ mua cá, mua rau, mua thịt vậy thôi á, nhưng mà thích lắm, tại vì ít khi nào được trải qua. Nên là đi du học đi mọi người, để quý hơn cái thời gian cùng với mẹ mình trải qua những cái điều bình thường trong cuộc sống. Dọc đường ha là có nhiều thùng rác như này nè. Rất là tiện luôn. Vừa đi dọc vừa ăn rồi cái thấy thùng rác là bỏ rác được luôn.
thu hoạch. Thu hoạch sau buổi chợ quê, ăn là hai cái bụng căng tròn no nóc, rồi thêm nhiêu đây đem về nữa đó, mãn nguyện nha. Hồi nãy là thấy mưa lớn quá trời đi, cái hai mẹ con tính xù kèo, mặc dù là mua hai bộ đồ bà ba rồi đó, mua hai bộ đồ bà ba rồi mà tính là xù kèo, nhưng mà mẹ Ngân nói thôi tính rồi đi đi, quyết định rồi phải đi đó, mà vô tới đây cái nó hết mưa, trời sáng trưng lên mà đúng rồi, đồ ăn thì nhiều thiệt là nhiều, mà mấy cô trong đây nói chờ mưa thì cũng nhóm chợ nữa. Đó. Đi cũng đông. Đông, giờ hai mẹ con là no nê rồi giờ về. Vlog Việt Nam đến đây vẫn chưa phải là hồi kết đâu, vẫn còn một phần nữa. Vlog sau hứa hẹn là sẽ nhiều nước mắt hơn. Tại vì mình phải chia tay gia đình để quay trở lại Nhật, và là những ngày cuối mà mình ở Việt Nam, nên mình rất là trân trọng khoảng thời gian đó. Mình sẽ cố làm hết những cái điều mà mình muốn làm, đi hết những nơi muốn đi, gặp hết những người mà mình muốn được gặp, để không có hối tiếc gì trong chuyến về Việt Nam lần này cả. Mọi người nhớ đón xem video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video, và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.